cô chú đi. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú đi á. Trời ơi, anh đang mê say với cái kẹp. Đây thì hôm nay nhà Linh ăn là thịt bò với lại thịt heo nướng, thịt ba gọi nướng với lại cái sốt Hàn Quốc mà. Sốt Hàn Quốc mà hôm bữa của anh Lương tặng gửi tặng cho Linh ăn thử nè. Đây là cái dĩa thịt heo ba gọi nè, còn miếng thịt bò này. Linh đó còn ngày qua rồi, hôm nay là Linh trẻ bỏ vô nướng thôi. Cái bếp nó đang nóng mà giờ bỏ vô nướng. Bò nè con, lấy lát không nè. Nó nóng đâu, nó hơi văng đâu. Nướng từng miếng thôi, tại vì ăn lần lần. Với lại đây. Con lấy chén nè. Con lấy muốn lấy chén ăn, lấy đi. Ăn chén gì ăn không đi con. Còn đây là có hộp kim chi. Với lại cái nước sốt tương gì đó, tương ớt, tương đậu tương ớt gì đó, chấm của Hàn Quốc á. Mommy go to Vietnam. Lấy tôm cho em đi ăn đi. Hai đứa nhỏ thì ăn rồi nha các bạn, tại vì này Linh làm thêm á, tại vì làm tôm thêm là cho hai đứa nhỏ ăn. Để em nấu lên lấy cái nghi dầu. Lăn tắt. Linh tẩm bột mì rồi đặt cái trứng vô rồi trộn như là cái bột mà chiên lăn bột á, tạo chiên tôm á, rồi cái bỏ vô chiên thôi, rất là dễ luôn. Nó too much lý á, ít á, ít sao kia có rau cải nè, để lát nữa nướng nha. Rồi cái thịt bò nó nè, nó chín mặt mặt rồi đó, được rồi, nhìn ngon ha. Thịt bò nhìn ngon. Nào, yummy. Cho everyone you eat it. Pure one. Oh, ngon. Why do you need the pure one? Hang on. Chị phải hãy eat. Ăn mấy này chứ. Mà ăn hơi chín chín thôi, đâu có cần chín nhiều, tại bò mà. Mà cắt kìa. Yeah. You are the tail. Ngon quá con. Mấy đũa hả? Trắng xanh đúng không? Tương hả? I'm going to cut it. Nó có cái sốt á, cho nên là nướng á nó sẽ dính vô cái chảo dưa, cái chảo nướng này nè. Cái sốt nó dính. Nóng quá hả? Ngon hết á. Thơm quá. Rồi bây giờ mình đặt cái tôm nè. Ít đó. Đúng không? Ngon. Cái sốt ngon ha. Thịt bò cũng mềm nữa. Nhỏ bớt tại vì nó cháy.
này lên mua mềm lắm mà biết cái à. Ok, mommy put here. Now you eat all please. Mommy get angry. Now eat. Bacon too. Bacon too. Bacon. The bacon. Now this bacon, why is it? No, that's not bacon. Spicy, darling. Okay, not spicy. What about this one? Cái thịt này nó có sốt này nó hơi cay cho nên là tụi nhỏ không được. Bây giờ eat the food please. I am. I'm just testing. Đây. Nó thiên gà. Đã lên ra lấy một miếng thịt bò ăn thử. No, don't peel the tail off. Miếng kim chi. No. Kim chi này nhà bạn lên làm cũng cho người Hàn Quốc làm luôn á. Đó. Miếng tương đậu vô, tương đậu tương nè. Ăn gì là ngon lắm con. Anh thử mày cuốn cho con cuốn. Ăn á. Đó. Yeah, I don't want. Ngon. Eat this one only. Mommy try it. Eat. What's it? Now sit here. Hai đứa nó ăn chiều rồi cho nên giờ nó không ăn nữa. Not yet, baby. Yeah. No. Yes. Tôm nè. Yes, tôm nhiều đi. Cắm miếng từng ớt quen rồi. Ngon. Các bạn thấy không? Elwin á. Ngon. Các bạn thấy không? Elwin á, tôm vậy thì Elwin ăn. Mà tôm nướng hay tôm hấp thì không ăn. Mà chiên lên này ăn. Nó có bột bột vậy mà ăn. Hai tô mà đã cho ăn ít xíu nữa xanh rồi mà. Sophie không thích các bạn. Then I can have rest. Yeah. Where right paper, man? Right paper. I want to, please. Well, eat faster. Okay. Yeah, definitely not okay. Good boy. Lèo dầu quá. Lèo dầu con thì chút xíu vậy nó em bỏ miếng thịt bò vô luôn ha. Thịt bò ngon á. À, em vẫn ăn hết nguyên miếng thịt bò luôn. Cái sốt này ngon chứ bạn. Cái miệng Linh á. Cái miệng Linh này nó có cái mục đạn ở trong ăn hơi rát. Okay. Mm-hmm. And yes, we grab the food. Let's grab the food. Let's grab the food. Cái gì cái lỗ tai nghe cái lỗ tai đó? Cái bự á. Cái headphone. Cái tai nghe. Tai nghe cái con. Nó bị gãy hả? Sao? Tại vì không biết sao nữa. Tại vì lúc mà con cầm lên. Đang cầm lên để dùng để xong chuyện nó gãy. Nó gãy thì con nghe được không? Không, hết nghe được rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Stop! Mommy, stop it! Để lát nữa con dán rồi, có được không dán rồi? Stop! Stop cái kia. Không được, nó gãy luôn à. Người khỏi nghe luôn. Cái này là em có cái tai nghe cái phone á giờ gãy rồi hả? Vậy giờ con lấy cái đồ đang nghe trong cái điện thoại nghe đỡ đi. Bây giờ con đang giờ chừng nào chờ nó nghe nè luôn nghe được bao hết nó nóng lên rồi đó. Ăn lẹ đi con để thịt nó cháy á. Cháy nó cắt
Cắm giống nhỏ mà. Cái miếng thịt bò này nó mềm ghê luôn ha. Cái miếng này mình mua của cái tên gì đang quên rồi. Không có đọc cái dĩ nữa mà nhìn thấy nó mềm nên mua. Mềm ghê luôn. Mình mới mua miếng này về làm cho đá ăn steak được. Cái này có thích ăn cái steak này. Ông xã mình cũng thích ăn thịt bò này lắm. Thịt bò mà về cái chiên lên vậy đó, cắt muối lên rồi ăn thôi à. Ngon quá. Nãy giờ Linh lộn xộn với mấy đứa nhỏ không ăn gì sao. Có một chút xíu nấm nữa nãy giờ quên bỏ vô. Mommy, mommy's not going hard. Why? Hard. Not going on. It's going, mommy. It's on now, darling. Không có cần chấm gì luôn á, cái sốt này nó vừa ăn ghê luôn. Ha. Có cái sốt này rồi. Ngon. Ăn một chút xíu kim chi. I don't wanna eat the crunchy pieces. Not even. Mẹ mua 2 miếng à. 2 miếng đó nó cũng mắc tiền lắm. Mười mấy đồng á. 2 miếng thịt bò đó lên mua mười mấy đồng á, Linh quên rồi. Con ăn thịt bò đi, mẹ ăn thịt bò đi. Mẹ ăn đi, ăn này đi. Cái bếp này á nha, mà khi mà nó nóng quá là tự nó chỉnh nhiệt độ lại, nó hạ thấp xuống. Ngon. Nó lấy cái video thành được lão. Ngon. Thịt heo thêm không? Sao này chè. Còn nhiều quá. Ăn tôm đi. Em hôm nay đang ăn tôm đó nên mình lên mới làm á. Mấy miếng thịt heo muốn cháy rồi. Để mình bỏ thêm mày vào đó biến. Mommy, I got one more. Eat that. Sophie, you tell Elvin teach you how to speak Vietnamese. Vietnamese? I can't even remember one. You say Elvin, ăn nhanh lên. Elvin, ăn nhanh rồi. À, say Elvin, ăn nhanh lên. Elvin, ăn nhanh lên. Gửi cho mẹ miếng giấy không? Ăn hết. Ăn hết, mình eat all. Mẹ miếng giấy. Rồi, bây giờ ăn cái này lại. Ăn đi con, hết thịt là còn gì nữa đâu ăn. Alvin, do you still got a... Do you got toys that you were little? When you were... Yeah, you have to bring it tomorrow to school. Does he? You have to. Trời ơi, Emily. Oh. I can't even find any. Yeah, the mommy will find today. Yay. Can you count Vietnamese 1 to 10? 1 to 5? The number. No, I wanted to 1 to 20. Yeah, try to do it. No, in Vietnamese language. Okay, okay, bye. 1, 2, 3, 4, 5. Sophie mất rồi. Mỗi lần Linh dạy đến 6 bây giờ cứ 1, 2, 3, 4, 5. Không biết lại gì mà hiếp. Linh nói hoài, Linh nói là không có hiếp đâu con, không có chữ hiếp. Mà cứ 1, 2, 3, 4, 5. À, bà cười hay. Can I try and do it correct? Mm. Not high, that's what we have.
ngủ một hai ba bốn thiệt nào nói thiệt đó đi em đi em phá đến cái món trà là đi du lịch một hai ba bốn năm nè đặt lại đi em đâu một hai ba bốn năm bốn ba ba bốn ba ăn tâm nhiều ấy nó làm hết giờ hai làm nhiều quá ba con kể cho các bạn nghe là con đi học á con có gặp khó khăn gì về ngôn ngữ không, giống như là đi học rồi tiếng tất anh tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ luôn hả là sao tại vì khó quá giống như con đi học vô trường á rồi có khó khăn gặp khó khăn với tiếng anh mà con không hiểu Cái I'm a baby. Cái has là sai Ok, cái has là cái sai. Cái môn lịch sử là cái môn khoa học đó là Evan khó nhắm tại vì cái đó là đi về nhà phải làm bài tập nhiều, giống như là phải trả lời câu hỏi là phải viết ra, giống như là cái môn nào nè, môn như là cái môn lịch sử hay là môn gì hay không ra đi, mommy talk đi. Cái môn lịch sử á là môn has không? Là đi về nhà là người ta cho nguyên cái câu đó rồi các bạn phải là trả lời câu hỏi hay là gì như vậy luôn, nhưng mà phải là phải dùng cái từ của các bạn để ghi ra cái ý nghĩa hết, giống như là đúng rồi, là lịch sử, là lịch sử cũ xưa, giống như cũ xưa khó tại vì đâu có biết gì đâu, thời còn thời xưa là lịch sử, không lịch sử đúng rồi thì tại vì rồi xong rồi đi về nhà làm bài rất là khó luôn. Mẹ mình hỏi Linh cũng như không, nhiều cái Linh đâu biết đâu tra ra. Toàn là nhờ bạn bè rồi nhờ ông xã Linh không, bởi vì cũng còn ghê. Rồi vô trường rồi nhiều khi có cái bạn nào giống như cũng có một số bạn hỏi đó, mẹ là con đi học rồi con là người Việt Nam, con có bị người ta kỳ thị không, như là you are Asian, they don't like you so like that, something like that. No. Có nhưng mà cái đó nhưng mà dở rồi, giống như là oh you're Asian you eat rice. Kevin nói là đi học cũng có bạn á đâu dở đó, bạn là người châu Á bạn ăn cơm nói vậy á, người ta kẹo ở bên vậy thôi, nhưng mà con đi học con nấu đi ăn cơm ra đâu. Thích ăn cơm. Con làm vậy nó chạy nó chảo luôn mẹ. Con ăn tối cũng trễ nữa, nên là hai đứa nhỏ, tại vì hai đứa nhỏ cho ăn lặt vặt á, thuộc sớm á. Hôm nay tụi nhỏ xin ăn bắp rang á, bắp rang bơ, cho nên là ăn lặt vặt đủ thứ hết trơn, ăn ngày rồi tới chiều là cho ăn cơm rồi. Cái này nè, bỏ nhiều bỏ nhiều oai quá, nó thấy giống như là mày bỏ có chút xíu rồi, Linh có bỏ chút xíu dầu oliu quá. Dạ, con nghe những như là whiskey. Oh!
quậy quá các bạn ơi. Ăn bánh tráng nữa. Ăn thêm miếng nữa đi con, tôm nữa nè, phụ mày đi để mai nó mới ngon. Mai mày bỏ vô cái nồi chiên không dầu. Còn lại mày biết gì không? Có một một cái bạn của con á, trong cái đội đá banh á, nó có việc gà luôn á. Này nó học lớp mấy lần là đội con lớp à, lớp 7, lớp 8 luôn. Lớp 8. À chính là lớp 8. Đứa này ai tên gì? À Rider. Dạ. Nó nhỏ xíu không ạ? Biết rồi. Nhưng mà Rider nó sao đi làm được? Nó mới có 13 tuổi đúng không? Người ta cho tại vì lúc mà 14 tuổi là được rồi. Vậy hả? Giống như là chút xíu thôi nhỏ. Nó làm ở đâu? Làm ở McDonald's. Rồi. McDonald's nó trong giống như là làm cái dạng nhà. Lao dọn hả? Lao dọn mấy cái đấy. Nó có sao nó còn nhỏ mà 10 đồng là 1 giờ. Rồi con nghĩ cái đó là good lắm cho con nít. À, ngẫu ha, bên đây mới có 10 mấy tuổi mà người ta linh tưởng là 10 mấy tuổi là 16 tuổi trở lên mới được đi làm. Cái này là bạn em bên mới có 13 tuổi là được đi làm ở trong McDonald's các bạn. Ngẫu ha. Con muốn đi làm không? Muốn nhưng mà cũng không có muốn. Thôi đi làm gì lo gán học đi, con đi làm nó không có nhiều tiền đâu, với lại thôi. Nhưng mà bây giờ, nếu mà giờ làm là sẽ có tiền để cho mai mốt, hiểu không? Mai mốt làm gì? Dạ. Nhưng mà giờ đâu con cũng đâu có thời gian luôn đi học, có ông con đi làm. Tại vì con đi học. Phải vậy con cũng đâu muốn đâu, tại vì có nhiều bài tập về nhà quá. Với lại học chủ yếu là bây giờ là con đi học nè, học cao lên rồi xong rồi học giỏi để lấy có điểm đồ trong học bạ, có giống như là cái số điểm của con nó cao rồi để cho con có sau này tìm việc làm nó dễ. Chứ ở đây mà không có học giỏi, không giống như là không phải học giỏi nhưng mà học giống như là cái số điểm của con không cao, sau này tìm việc làm không có. Rồi mẹ hai con xong luôn. Rồi, finish dinner. Rồi vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn. Bye. Đăng ký, like, share, ủng hộ. Rồi vậy thôi, Linh cũng xin kết thúc cái video này tại đây luôn nha các bạn. Bây giờ còn có mấy miếng thịt rồi Linh ăn cho hết luôn. Chứ eo bên ăn xong, bữa nay cũng đi hết rồi. Còn mình Linh ngồi trên video đâu có gì đâu. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bye bye. Bye bye. Bye bye everyone. I hope you like our video. Please, please, please.